Trong khi đó, ở bên kia bán cầu đã có ít nhất 8 người thiệt mạng, một lượng lớn phương tiện giao thông bị mắc kẹt và nhiều chuyến bay bị hủy bỏ khi bão tuyết đổ bộ vào khu vực miền Tây bang New York trong đợt lạnh kỷ lục bất thường đang diễn ra trên toàn lãnh thổ Mỹ. Theo giới chức nước này, một nửa diện tích nước Mỹ đã bị phủ trắng trong đợt lạnh buốt kỷ lục kể từ năm 1976, với nhiệt độ ban đêm hạ xuống dưới âm 7 độ C. Giá lạnh đã khiến 4 người tử vong vì đau tim trong lúc dọn tuyết. Một người chết do mắc kẹt trong xe ô tô dưới lớp tuyết dày 4,6 mét ở hạt Erie. 3 người khác thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Erie, New Hampshire và Michigan. Tính đến cuối ngày hôm qua, đợt giá lạnh bất thường đã phủ lớp tuyết dày gần 1 mét tại các khu vực đông và đông nam thành phố Buffalo, miền Tây bang New York. Thậm chí trong 2 ngày qua, có nơi tuyết rơi dày tới 1,5 mét. Đây là đợt rét tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Đi thêm vài bước nữa thôi là bạn sẽ thấy tình hình tồi tệ đến thế nào. Tôi vừa phải đào tuyết ở bên kia chiếc xe. Nếu không, chiếc ô tô của tôi sẽ bị chôn vùi trong tuyết mất. Trước tình trạng này, hạt Erie đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh cấm lưu thông. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, trong khi các lực lượng chức năng tăng cường dọn tuyết, sửa chữa đường dây điện và phân phối đồ cứu hộ. Giới chức cho biết công tác dọn dẹp sẽ kéo dài nhiều ngày dù đã có khoảng 5.000 tấn tuyết được dọn đi. Trong khi đó, tuyến đường cao tốc dẫn đến sân bay quốc tế Niagara ở Buffalo mặc dù đã được thông xe trở lại, nhưng nhiều chuyến bay vẫn bị hủy do nhiều người mắc kẹt trên đường. Sở Giao thông New York đã phải làm việc suốt đêm để có thể đưa những tài xế bị mắc kẹt đến khu sơ tán tạm. Dù được dự báo sẽ kết thúc sau ngày 19 tháng 11, nhưng đợt lạnh khiến nhiệt độ tiếp tục duy trì dưới mức bình thường cho đến cuối tuần. Giới chức Mỹ cảnh báo, người dân cần chuẩn bị tinh thần cho một nguy cơ khác xuất hiện khi thời tiết ấm hơn, đó là nguy cơ lụt lội do các khối tuyết lớn tan chảy. Sau hơn 2 ngày lênh đênh trên biển vào chiều ngày hôm nay, 9 thuyền viên của tàu Bình Thuận 96017 bị chìm vào ngày 17 tháng 11 vừa qua ở vùng biển Singapore đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. Đúng 14:30 chiều hôm nay, chuyến bay số hiệu VJ812 chở 9 thuyền viên từ Singapore đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đại diện Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu hộ Cứu nạn khu vực 3 và nhiều người dân đã đến sân bay để gặp mặt, thăm hỏi và động viên các thuyền viên. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với lại chủ tàu là vớt được 9 thuyền viên cũng như là chính quyền các cơ quan cứu nạn tại Singapore. Và đơn vị cũng đã phối hợp với lại các cơ quan ngoại giao của Việt Nam cũng như Singapore tổ chức là đưa các cái thuyền viên, thứ nhất là chăm sóc sức khỏe họ và hôm nay là đưa họ về nước theo đường hàng không. Các thuyền viên không giấu được sự vui mừng khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sức khỏe và tinh thần của 9 thuyền viên đã khá ổn định. Tuy nhiên, khi nhắc đến sự việc ngày 17 tháng 11 vừa qua, các thành viên trên con tàu 96017 vẫn chưa hết sợ hãi. Giờ tay xử lý không kịp, không lấy được cái gì đó, rồi lấy được mấy bàn phao, rồi nó rớt xuống, rồi nói chung quay rồi trôi, làm được căn nước, rồi bu nhau, rồi sống vậy thôi chứ. À, đúng 30 tiếng đồng hồ, rồi có tàu của Đức nó vớt về Singapore. Lúc đó cảm giác của em lo sợ ghê lắm, nhưng mà không được ăn uống gì hết, không có gì để ăn hết á. Nhưng mà có cái là khi tàu vớt lên rồi thì thấy là có sự sống lại rồi, anh em rất là vui mừng. Trong chiều nay, các thuyền viên sẽ được đưa về Vũng Tàu để làm các thủ tục liên quan, bàn giao cho chính quyền địa phương, gặp gỡ người thân và sẽ được đưa về Bình Thuận trong sáng mai. Các đơn vị chức năng sẽ xem xét để có phương án hỗ trợ giúp các thuyền viên nhanh chóng ổn định cuộc sống.